Người trời không gúc mấy cái người đó về Tây Phương Cực Lạc hay gúc rìa địa ngục thì rất là uốn. Đần đang là có. Thành cả thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ nói thiên cơ được lệnh nên ta nói. Thì được, ông Quỳnh Giáo Chủ ông được lệnh. Chứ ông không nói là hàng đệ tử tín đồ của thầy Đức Lịch. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái này là không gúc, không còn thời gian để gúc nữa. Mà cô nói là hết năm nay đấy, là Chúa nói cho Cát Trần nghe. Cái năm nay gút không từng HN7 và HTN9, gút cả luôn. Chứ không phải là bây giờ 10 phần mất 7 mà còn 3, mất 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái người nào tu sàn sàn, sừng dương, tu làm phước, bình dân, làm ăn, nghĩa là thiện nhân để giúp đời trở đạo, không nói sâu, không hiểu ra, mà trước là chung giữ hiếu, ta nên trao sữa hiền để vương giữ lương, bốn đạo vì đồng, cái người chung, người hiếu có hai người thôi. Yeah. Thì bây giờ thì người đó còn sống, có cô na cũng không chết nữa. Yeah. Trời ơi, lập đời mà chết hết rồi ở với ai? Cái thế giới của tân dân thánh đức này ai làm chủ và ai là con dân của Ngọc Đế đây? Dạ, bây xưa rồi cô Ngọc Hoa cũng nói nhiều, mẹ chú xứ cũng có nói nữa. Nhưng mà người tu họ cũng hơi sợ quá cô ơi. Thì hôm nay cũng nhân dịp thì nhờ cô trấn an thêm cho họ đặt cái niềm tin sâu nữa. Tu là phải sống. Dạ. Sống nghĩa là cô đã nói chánh mà để coi. Sống dẫn dẫn già mà dẫn trẻ, con người sinh lại lại về về. Các cụ đã thành lập vữa thiên thời địa lợi nhân hòa. Tức là... Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chị ở bên Phú Quốc về quý vị, thì cũng là cái duyên lành mà Châu Phú đi đến đây gặp chị, và cũng có một cái điềm chiêm bao là gặp được Đức Phật Thầy Tây An quý vị. Khi mà chị bước vào trong cái ngôi thờ của cô ba thì chị lại giật mình, tại vì chị không có biết ra đó là Đức Phật Thầy Tây An. Nên hôm nay chị về đây và sẵn đây nhờ cô ba giải đáp giùm luôn nha quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, em chào chị nha. Dạ, chị tên gì, có thể giới thiệu với cô ba và chú ba Bình Dân luôn với quý vị đang xem cho mình hát chị. Tên đó thì Lê Thị Ngọc Bích. Chị Lê Thị Ngọc Bích ha, chị ở đâu về đây? Dạ, ở Phú Quốc. Phú Quốc ha. Rồi thì qua đây thì chị có thể là kể lại cho cô ba một đoạn là vì sao mà chị chắc chở như thế nào mà muốn về đây tìm cô ba. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, mời chị ha. Dạ, muốn nói cái gì nói với cô ba đi, cô ba sống thật thể lắm. Con vừa... thì con không có cái gì, nhưng mà cũng như là con có cái tâm nguyện là con xin bán một miếng đất đó để con trang trải được cái thế trần này. Rồi con về An Phú này, con có nhà đó, thì về đây ở để mà làm cái am để mà cúng thôi, cũng như quay về con đường Phật Pháp. Rồi nhiêu đó thôi à, rồi mình không có làm, mà mình nghĩ là mình bán ra, mình không có nghĩ làm giàu, mà chỉ trang trải được rồi, còn nhiêu đó là mình lo cho con xây đàng hoàng rồi mình quay về con đường Phật Pháp cho nó trọn vẹn. Người phàm bây giờ nó đã quá nhiều cái lỗi lầm rồi, bởi vì nên con nguyện vậy mà con mới thấy thầy về cho con, nó là cứ yên tâm đi, bán được. Rồi con mới nói là sao mà cậu Năm, ông Năm, ông Năm, ông coi giùm con đi, sao mà con nguyện quá trời nhiều mà chắc còn thiếu sót cái gì đó nên con không có bán được, người ta nhiều lợi con nhiều cái mà cũng không bán được, mà trong đây có khi nào là bị bùa hay là bị yếm hay gì không, mình sợ gì trong giấc mơ mà nói gì đó. Ông nói đi vô đi ra, ông nói là không có gì đâu, bán được, nguyện gán nguyện đi rồi bán được. Rồi con bước vô đây con thấy ông là con giật mình, rồi con nói để qua đây nhờ cô ba giải thích giùm cho con cái giấc mơ đó là có sai sót gì không, hay là con còn nguyện giấy mà nguyện sinh mà xin chưa có đúng chỗ hay là sao đó, nhờ bà về giúp đỡ giùm con. Hôm nay lẽ ra thì qua không có về và không nói chuyện cho buổi hôm nay. Thật sự thì cái vì nó cũng lo viên cả. Ví dụ cái phước thì nó đến, phước thì thường một giây không sót tội thì chừng không lọt một ai. Cái phước nó tới thì tự nhiên nó đến, hũ xả tự nhiên thơm. Với là con người thì cũng vậy, hôm nay là cô đã nói hoài với quê Quỳnh quá đó. Thì mấy chục năm rồi chứ không phải là một ngày bữa gì. Cái này tắt cái gì để... Với là cái trần tắt đi. Và là mấy chục thời gian, làm bao nhiêu năm rồi, thì cô nói là thầy nói chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ vắc lòng về ngôi. Thì trong cái kỳ này đó là cái hội phong người. Cái hội phong người là
vừa phong người là giàu nghèo như thế nào mà có cái cơ may cũng được giàu, và phong thần và phong thắng. Cái hội phong người là sắp xếp lại cái mặt tài chính của mình và quốc tế, cái quỹ an sinh quốc tế của Bách Gia Chăm Họ trên 118 nước và 195 nước là cái hội phong người. Mà cái hội phong người này người trời xuống làm mới được. Và có những người người tham đi kiếm khắp nơi của Phật của trời không mắc một xu. Năm Đại hội Long Hoa được gài từ năm 1919 thì Hồ Chí Minh tầm đường cứu nước, tới năm 1932 thì các cơ quan các của từ vừa hữu hình vừa vô vi và người trời đã Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà đã sắp xếp rồi. Nên cái hội Long Hoa đã lập trên cảnh thiên năm 1938. Quỳnh Dẫu chủ là ngày là tiền thân của Trần Thái Tông, cháu nội của Trần Nhân Tông, được trở về bên Nam đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông phải nhớ giống Lạc Hồng là lời gốc. Nên 1849 Quỳnh Thảy đi, Đức Tây An ra đời và giáo dạy được tới năm 56 thì ngài cũng vi tịch hay là mắc tích. Thì Đức Quỳnh Giáo Chủ nhận lệnh vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoặc Định Kiệt Thương Cơ thảm họa Tràng Lan, nên ta không thể đem pháp Huệ Linh mà cô An Bá Tánh Thần Trần. Vì tại sao không lấy cái tháng 6, tháng 7 mà lấy cái tháng 5, tháng ngọ? Mười là con người nó đúng cái cơ thiên là có 12 vờ, tức là không trong 12 con giáp thánh Phật thần, tức là nhà trời thì có 8 cung, có phải không? Từ càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, thì trong cái 8 cung này phân ra 12 chi, của Hà Đồ thì 8 cung mà Lạc Thơ thì 12 chi, từ Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Cái tháng ngọ là cái nửa năm của tháng năm, mà cái đúng cái cơ 12 vờ ngọ thì không thay đổi, nó là đúng cơ thiên. Và đi về Phật là vờ Tý, sát nó thân nó thương tiếc Tư Chương, cái khi mà ngày nó cúng, nó vái tại sao Tư Chương làm thiện vị mà mới làm đã ra đi rồi. Sát không hiểu, cô nói hoài cô không có nói chơi đâu, cô nói thật, tin không tin thì diễn. Một là về Tây Ninh, hai là về Tây An, còn về Tây Phương là phải rũ cái sát phàm để sinh ra cõi Phật quốc, tức là giảng sanh. Mà nhất là trong một cái số tăng sư ni hiện tại không có đắc pháp, rồi ngài nói từ ngày xưa Phật phép gầy then nên ít kẻ tu hành đắc đạo, tu theo trong Đức Tây An và Đức Quỳnh Giáo Chủ trong hệ phái Bú Sơn Kỳ Hương là vô vi. Tu vô vi của lão ăn cần nối theo chí Thích Ca thời trước. Ngài không nói ta không quên tam là một đại đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni, có đúng không? Nếu nói tiền thân của ngài cũng có thể là Đức Ca Diếp Lâm Hà. Vì vậy, trong cái thời thượng cổ là Chiến Lưng Thánh Dương Đức A Di Đà đã lập từ cõi Trung Quốc rồi, mới lập đời Tam Hoàng của Ngũ Đế. Tức là Tam Hoàng là Phục Hy Thần Nông Quỳnh Đế Nghiêu Thứng, đó là Ngũ Công Vương Phật. Chứ không phải là bên cái xây này là của Bác Bộ, nghĩa là Thiên Tôn Bác Bộ của người trời từ cổ Phật Lâm Phàm, nên ta sánh bằng với tuổi lão bạch, có đúng không? Yeah. Như vậy thì Đức Tây An ra đời ngày sau Ngưu Tinh. Đấy, ngày sau Ngưu Tinh nói là ngài là Phật, vì Châu là giác, là có phải là Bồ Tát Lâm Phàm không? Ngài là Đại Bồ Tát giống như Đức Sĩ Đạt Ta ngày xưa Lâm Phàm trong cái thời kỳ nghĩa là Trung Cổ của Ấn Độ. Còn bây giờ Bú Sơn Kỳ Hương Đức Phật Tây An Lâm Phàm từ nghĩa là trong cái thời kỳ của Việt Nam được thực hành trong cái giáo phái cuối đời nghĩa là của nhà Nguyễn, có phải không? Yeah. Đây thì cái năm 1849 là đã cuối đời nhà Nguyễn rồi, để thành lập lại một cái góc độ mới. Thì sau đó cũng là 7 năm, và Đức Quỳnh Giáo Chủ năm 39, ngày vắng mặt năm 47 cũng 7 năm, có đúng không? Bởi yeah. vì 7 nghĩa là lấy về thất tinh, nên tại sao 7 núi sau này hiển linh thì nam thuộc về thất, nữ thuộc về cửu. Nên ở đây đó thất tinh là có 7 núi, như các quý vị thường biết là Thiên Gấm Sơn, rồi Liên Qua Sơn, rồi Họa Long Sơn, Anh Dũ Sơn, Phụng Quần Sơn, Ngũ Hồ Sơn, và trong cái cắt cái công diệt của Thúy Đài Sơn.
cái Thí Đại Sơn, tức là vận hành của năm là bảy núi, của năm cái vồ, năm cái gọi là trong cái ngũ hành thất tinh của quý vị có kim mộc thí hỏa thổ. Nó gồm cái là từ cái trước hết là cái tim của mình thuộc là gì, tim của chúng sanh là hỏa. Cái này cô nói tới từ trường chết và nói tới hiện nay, có phải tim hỏa không? Đúng. Tim chúng sanh thuộc về thành quả, gan thuộc về mộc, phổi thuộc về kim, và bao tử thuộc thổ, thần thuộc thí. Thì vận hành theo cái ngũ hành này thì bây giờ, nghĩa là không có ở đâu lập hội Long Hoa Phật cỡ ngày xưa Phật ở bên Tàu, bây giờ Phật đã bước vào bên Nam. Bây giờ thời xưa thì Phật lập từ Trung Cổ, Thượng Cổ đều là các thế giới nước ngoài cả. Mà bây giờ Việt Nam trong cái kỳ ba Long Hoa Đại Hội này, đất không có đất nước nào được ba kỳ. Mà có Việt Nam có ba kỳ Bắc Trung Nam. Đấy, đó là thượng trong cái 10.000 năm, tức là 4.000 năm trước Đức Gia Âu Cơ Hoàn Mẫu, tức là từ Sùng Lãm từ ở bên Trung Quốc qua để gặp mẹ tiên cha rồng, thì đã mở ở Vĩnh Phúc ở Bát Đô rồi, tức là ở Trung, ở Bắc. Rồi tới Trung là cái thời của các vị từ như là Bình Định, Đức Tây An, y là từ Phú Yên, là Cứ Đa, tức là Thiên Trỡ Ngọc Thanh, và các triều đại vua chúa Đức Bổn Sư ở triều đình Quế, và chỉ có Đức Quỳnh Giáo Chủ ở Bảo Giang Môn, tức là Hòa Hảo, có phải không, thuộc từ viện Phú Tân. Vì vậy thì cái này nó trôi từ cái long mạch của thiên thượng thiên hạ đi đến kỳ ba mới khai mở Long Hoa Đại Hội. Thì cái Long Hoa Đại Hội phải tinh tụ đủ tinh hoa của trời đất, hấp thụ thiên nhiên ưu đãi của thiên nhiên, của vạn vật, nó mới quy nhất. Thì các cái nghĩa là Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà, thì chúng ta tu đâu bao nhiêu năm, nghĩa là nhất kỳ đã lập rồi 4.000 năm, nhị kỳ cũng đã lập rồi 4.000 năm, tức là hạ nguồn thượng, hạ nguồn trung, và lúc này là ngoại hạ nguồn hạ. Thì hạ nguồn hạ bây giờ huynh cũng vậy, và người của nhà trời là người trong bộ máy chính quyền nhà nước đang làm công việc vừa làm chính thần, là vừa thiện thần và vừa quý thần đấy, và cũng vừa ác thần, trong này nó có hết. Còn chúng ta vừa có nhân đạo, tiên đạo, thánh đạo và Phật đạo. Nó gồm lúc nào cũng là bốn vế, tức là giống như Hồ Chí Minh là Bác thường nói là dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vững chắc như kiền ba chân, có đúng không? Cái kiền ba chân có giải được cái kiền ba chân không? Bắc Trung Nam. Và trong cái thời kỳ muốn dính đạt làm sao người miền Bắc là giữa cái Trung ương, thì cái người miền Trung và miền Nam nó phải gắn kết lại. Thì khi mà gắn kết lại thì không có còn cái chừng nào giết nọ liền ra, chuột kia mãn hạn, thì ta mới về. Đó. Như vậy chuột là cái gì? Cái này giải cho quý vị trong một cái thắc mắc bao nhiêu năm mà cảm ơn cô. Về thì chuột là cái gì? Nói chung thì đằng này cô vừa giải tí, chuột là cô vừa giải ngọ, tức là bên cha đó thì thuộc về ngọ, là người của nhà trời. Nói về càn thì nói về hà đồ, và là nói về tí là nói về mẹ tí ngọ, thiên ư tí, nên là nhân y thiên ư tí, địa ư sủ, nhân ư dần, có đúng không? Đấy, thì chuột máng hạng của năm tí thì đã là nói cái thời của địa chi là mẫu, mà cũng nói người túi chuột nữa. Như vậy thì cái thiên cơ không nói thêm, chỉ nói vườn gì thôi, nói lộ quá cũng khó mà dẫn dắt. Thì bây giờ cô Hoa chỉ nói cho ba quá nghe một điều, bây giờ mãn hạn thì ta mới về, thì ký là hết năm tí rồi, là năm xíu rồi, thì người về từ năm tí thì về cái vết liền va là Nguyễn đi rồi Nguyễn trở về. Quý vị tưởng ở đất nước Việt Nam sao là đi, về là thế nào là về? Thì cái thiên ư tí là cái lệnh nhờ, cái nhận trời phải là từ cái tí và tí, tháng tí, năm tí, và cái địa ư sử, tức là năm rồi là mở địa là mở nhà nước chính quyền, mình là coi địa chi là xích long, giống như Bác Trọng và như Bác Phúc và những người có đương nhiệm ở tại cái bộ máy chính quyền nhà nước hiện tại. Như vậy thì đó là coi về địa chi, nên coi về đất
đay và điền thổ mỡ tất cả các long mạch, nghĩa là giao hảo phán sáng đắc đai và tất hết, tất tất tình tình hết. Đấy. Vì vậy thì thiên ư tí từ năm tí là có 2000 mấy. Nói thì cô giải cho cái khỏi có băn khoăn lo lắng vì tí là năm mấy. Cách đây nếu vậy là cũng trên dưới là 10 ngoài năm mà. Vì vậy mẫu tí thì vừa rồi thì nó cách đây tính năm 1948 tới 2008 là nó cũng đúng năm tí. Thì đó là năm tí là hội Phật hội trời đó, tới 20 tức khởi nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình yên là tới tức khởi vừa rồi. Còn tức khởi nhị niên tạo thiện nhân là từ năm 2007 là hội 21 vị tổng thống là hội nhà trời, còn 2008 là mọi 154 Phật giáo là hội Phật hội trời. Khi hội đó là sắp xếp cái cuộc tài chính và mở đầu cái cuộc hội Long Hoa của năm 1932 và 1946. Thì cái khi mà 1946 thì Quỳnh giáo chủ là quý riêng đặc biệt miền Nam đúng không? Mà Hồ Lâm Lầu là quý là ở miền Trung, và Hồ Chí Minh thì là Nguyễn Tất Thành ở trước sau Trần Phú, chứ khi chủ tịch đất nước Việt Nam phải ở miền Bắc không? Trung ương. Thế là cô phải giải thiên cơ là giải cho đúng lúc. Dạ, Nam Mô Di Phật. Cũng xin lỗi cô ba, nãy cô ba nói bảo giang môn thì cũng trạng trình có nói bảo giang thiên tử sức bất chiến tự nhiên thành, có thể cô ba cho biết cái khúc sông bảo giang môn đó nơi nào được không, hay là thiên cơ không nói được. Bây giờ mà ba hòa đó nói cùng chết, mà tư trương nói cùng chết, người nói cùng chết, vì cái cuộc xuất thân của Ngọc Đế không ai biết hết. Đó, mà cái người biết nói thì không được, như thầy nói sau này núi cấm quá lâu, trước ngày không nói ở dưới có gì. Người nào nói thì lộ thiên cơ mà không đúng thì ở trên sẽ người trời sẽ đưa đi, vì sẽ khắc kỷ lại. Như vậy thì người trời sau này lập cái hội Long Hoa là cái phía sau của các cụ, các người mà đang làm cái việc của thế giới đại đồng, cái tài chính quốc tế là làm cho giản dần đưa bắt ra chăm họ cho cái cỏ, cái cuộc hòa bình là bất chiến tự nhiên thành. Chúng ta không có chiến tranh, chúng ta cũng không thù Trung Quốc, cũng không thân Mỹ, thân Nga và các nước khác, Anh, Pháp, Anh Lê, Út, Canada và tất cả là đều là con ông trời cả. Nên nghĩa là người tu biết chính trị đừng tham nhiễm vào chính trị, không nên nói xa quá cho là mất lòng dân và mất cái sự chán nản không chịu làm. Bây giờ ai cũng hù nói cả, cô nay hôm nay cô Hoa nói là cả ba hóa luôn, với là Phật thầy nói trong lời văn sai cất nghĩa ra rằng nó thối thát, nó không chịu làm, nó tới đời rồi bán đất bán đồ lo tu, người nào cũng vậy. Thì cái người nhà trời xuống để lập địa lập sầm sao được, trong khi tài chính bị suy thối, người dân không đủ ý chí để làm. Như vậy thì người trời không gúc mấy cái người đó về Tây Phương Cực Lạc hay gúc rìa địa ngục thì rất là uốn. Đành rằng là có, thành cả thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ nói thiên cơ được lệnh nên ta nói, thì được ông Quỳnh Giáo Chủ ông được lệnh, chứ ông không nói là hàng đệ tử tín đồ của thầy được lệnh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái này là không gúc, không còn thời gian để gúc nữa. Mà cô nói là hết năm nay đấy, là Chúa nói cho các trần nghe. Cái năm nay gút không từng HN7 và HTN9, gút cả luôn. Chứ không phải là bây giờ 10 phần mất 7 mà còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thấy bình. Cái người nào tu sàn sàn, sừng sường, tu làm phước, bình dân, làm ăn, nghĩa là thiện nhân để giúp đời trở đạo, không nói sâu, không hiểu ra, mà trước là chung giữ hiếu, ta nên trao sữa hiền để vương giữ lương bốn đạo vì lòng. Cái người chung người hiếu có hai người thôi. Thì bây giờ thì người đó còn sống, có corona cũng không chết nữa. Trời ơi, lập đời mà chết hết rồi ở với ai? Cái thế giới của tân dân thánh đức này ai làm chủ và ai là con dân của Ngọc Đế đi? Dạ, bây giờ này cô Ngọc Hoa cũng nói nhiều, mẹ chú xứ cũng có nói nữa, nhưng mà người tu họ cũng hơi sợ quá cô ơi. Thì hôm nay cũng nhân dịp thì nhờ cô trấn an thêm cho họ đặt cái niềm tin sâu tu nữa là phải tu. Sống sống nghĩa là cô đã nói chắn mà để coi sống dẫn dẫn già mà dẫn trẻ, con người sinh lại về về các cụ đã thành lập vữa thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là các cái cơ điển là luồng thanh điển chiếu chăng chiếu nhanh như chớp, chiến căng tiền nhóc lớp người xưa, Phật tiên lòng văn chiến lộc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Chúng ta có thanh điển từ trẻ tới già, từ xấu tới tốt, từ đau bệnh ung thư cũng hết. Còn chúng ta không có thanh điển, tức là trong đây cô thường nói một là ác khí, hai là nghiệp khí, ba là quả khí, bốn là ân khí, năm là cái gì?
là thanh khí. Yeah. Ừ. Như vậy thì bây giờ đây là có thanh khí rồi. Yeah. Bây giờ ác khí là chúng ta đánh đấu đánh nhau, gặp mặt nhau chữ đùa chữ giải hoặc quýnh đề quýnh số làm chuyện nhậu nhẹt rồi đó là chơi xả láng sáng giờ sớm, đó là cái công chuyện của thế gian để họ trả muôn thu thiên định nhất kỳ. Nghĩa là đến ngày trá quả mì bên tai hay thiên môn thu thiên định như kỳ, nghĩa là hạ nguồn sắc lệnh khai kỳ Long Hoa, cái sắc lệnh khai kỳ đại hội Long Hoa. Như vậy thì ác khí nó đi đập vào chính thần là thù hận lẫn nhau, rồi tới nghiệp khí là do cái nghiệp mà hai mấy người đi không cấm gì hết, ta đương đi xe bình thường cái thằng nào đâu không biết nó đụn một cái gãy giò. Tư Chương cũng do một cái nghiệp lực của y trong thời kỳ đó mà bị tai nạn nhiều lần rồi. Cái nghĩ tu là lướt bỏ qua, không biết là thân thể của mình nó bị quá hao mòn rồi, cái từ từ nó bị khắt. Nó khắt đến một cái ngày nào đó khi nó cảm nhiễm là cái sức kháng sinh chịu không nổi mà ra đi, chứ số y chưa tới, y yeah. cũng sống dài lắm. Ê, như vậy thì cái nghiệp khí. Vậy còn ăn khí là gì? Cắt con là ăn khí này. Ăn khí hết đến đây. Với chú xứ vậy là điều ân khí hết. Ân khí là ân nghĩa. Hồi trước không biết gì, chú xứ còn là một chính thần ác thần. Thì là từ 1009 mà ở tới Châu Đốc An Giang cũng về Phú Tân Châu Phú vậy. Có đúng không? Yeah. Đấy. Như vậy thì cũng xuất xứ từ cái vùng biên giới là ở gần dưới Bảo Giang. Ừ. Khi đó thì cái triều thánh đức của Trần Ngọc, của Nguyễn Ngọc Thải trở về mỡ lại coi không chính tế là từ cái bà bài và đào cái kinh núi sập Long Xuyên đều gọi là ngày khai khóa. Mà ở trong này hồi trước là ai là từ ở Bắc mà vô đây là bị lưu đày. Yeah. Lưu đày. Bây giờ như Đức Cố Hoảng Trần Văn Thành khi thua rồi thì ông nói thà thua xuống láng xuống bưng, nếu ra đầu giặc thì lỗi Trương Quân Thần, có đúng không? Yeah, đúng. Thì từng ngày đó ngày mới kéo về, nghĩa là bên Láng Linh cỡ là trong kinh sáng dẫn tre mới dựng lên có là gọi là va nghỉ binh, là nghĩa là vừa Bú Sơn Kỳ Hương mà Bú Sơn Hứa Nghĩa Tinh Minh gọi là ở đấu cử đó. Yeah. Còn ở Bú Sơn là cái triều của Gia Long ông Phò Đức Hàm Nghi đó, là ở triều đình Quế thì ông là Tư Hiếu Nghĩa Tư Ân Ba Trúc, người ta có tiếng Ba Trúc. Yeah. Cái từ này không ai giải nổi được. Dạ, yeah, nhờ cô Ngọc Hoa giải cho xã hội đồng đạo. Sao không, không lựa ở chỗ nào hết mà lựa cái Ba Trúc. Dạ. Đó, rồi Quỳnh Giáo Chủ không đầu xanh cơ nào lại đầu thai cho bà cụ Nhậm và ông Quỳnh Công Bộ, lại là Lê Thị Nhậm. Lê Thị Nhậm và Quỳnh Công Bộ thì bị Quỳnh thấy sao không đầu thai Chiến ở đâu hết mà đầu thai ở sông Tiền. Dạ. Nên nó gọi là sông trước, sông trước. Tức là khi nào đó là tình hình sự bên sông trước đấy. Thì trong đây quý vị phải biết những cái từ của ở trên đặt đó. Sứ Hà Tiên lên hiển cơ quan. Hà Tiên là vừa sứ, dạ, Hà Tiên thiệt mà cũng là sông trước thiệt. Dạ. Trong cái gì cũng giải ba mặt, không giải ba mặt được. Giống như anh thợ đóng giày giờ nhà sư vậy. Anh thợ đóng giày, anh biết cái chuyện nhỏ của anh. Thì anh nói Hà Tiên của mày đấy, sau mỡ là cơ hoang, chức năng, đó là mỡ địa chi. Còn cái anh mà nhà sư đó, anh nói về đắc đạo thì anh phải vãi là sông Tiền. Yeah. Có phải không? Như vậy thì cái từ Ba Trúc này cho chắc rằng biết là kỳ ba. Yeah. Kỳ ba. Và cái chữ Trúc là cái chữ CH, có đúng không? Yeah. Như vậy thì Trúc đó là chúc phúc hay chúc xuôi. Yeah, nhưng ngoài ra nghĩa có chữ Nho, chữ Hán đó, con hôm qua này Trúc là nhiều khi nó nghĩa là cái đèn đấy. Đúng. Yeah. Ông là trở lại là đạo đèn. Vì vậy thì đèn đạo tâm sáng ngực soi đường tu cầu cho đạt ngũ hương quê gom trí huệ ma vương phục tùng. Yeah. Từ cái với hương rồi định hương quệ hương vải thác hương và vải thác chi kiến hương. Yeah, có đúng không? Yeah, đúng. Như vậy thì cái kỳ Ba Trúc này đó là tu về cái hiếu nghĩa tinh, nghĩa là hiếu nghĩa tứ ân. Yeah. Là đền ơn chắc nước tứ ân quyết trả không còn tội căn. Có đi quần có giáo chủ có nói về không? Yeah, đúng. Như vậy, những người tàn diện thác thân đó là đền ngọc cát lân vừa kể. Như vậy thì cái kỳ mong phong thần từ thiên y tý địa ưu số nhân y dần. Như vậy năm nay là sức nhân y dần. Như vậy cửa địa sẽ mở, cửa tài chính sẽ được mở, con người có phước, được có đồng tiền. Và tất cả chữ thập đỏ khắp nơi trong toàn thế giới các nước trong 100, nghĩa là trong 18 nước nói riêng là 48 nước nói cộng. Và chia ra nghĩa là chi nhánh 195 tổng ngân cố tài chính của nhà trời
cái thế gian này giờ không nổi đâu. Người nhà trời xuống làm, người thế gian làm tham rồi chết. Như vậy thì chúng ta đến đây đừng tham tiền tài nữa, mà chúng ta hỏi chúng ta có phước sống hưởng được cái đời tanh dâng thánh đức không, cái Long Hoa đại hội này không. Như vậy thì Long Hoa đại hội dòm ra diệt kẻ quấy, lộc lừa dâng lương thiện, Đức Quỳnh Giáo Chủ nói gì có không? Đúng, trong bài không buồn ngủ. Ừ, viết kẻ quấy, rồi lại độc ác tăng trừ dứt nọc, có không? Dạ, có luôn. Dứt cho dứt cái nọc. Đấy, nên vậy thì có nhà trời xuống mới làm được việc này. Nên cái nạn cô na là cô muốn nói từ tí là năm 2020 đấy. 21 là xíu, là thiên thị ưu tí, cái mệnh trời đã xuống từ cái ngày đó nạn cô na. Để vằn kiếm khắp nơi cho các cụ làm việc tài chính, các cụ đứng vô hình và hữu hình. Và cũng là xây sữa để bị sàn lọc coi nhân sinh, ai đủ phước và ai không đủ phước. Ai đủ phước được dự, giờ không đủ phước không được dự. Như vậy thì năm nay năm dần là lập nhân, thì năm nay chúng sanh sẽ giàu, sẽ có tiền và sẽ sống tốt và nông thôn quá thành thị. Các khu kho mỏ cát khoáng sản, rồi cái những cái hành chính quốc tế và hành chính của Việt Nam đều được thuận lợi, và người trời sẽ xuống sửa san lại cái tư chất, một cái nhân phẩm của con người, một cái đạo đức của con người. Như vậy thì cái diện Phật học và viện khoa học nó sẽ đưa ra. Diện khoa học là người đi học ở từ quốc tế các nước đem lại cái ít lợi, nghĩa là cho nhân dân, cho đồng bào, khai mở khoáng sản địa chất và con người từ một cái chất lượng để làm được cái chuyện cho trời, người nhà trời làm và mẹ vũ trụ lo là việc này. Thì bây giờ cái người này là cái điển thanh, cô trải lại tại sao thấy Đức Tây An ở ngoài thì luồng thanh điển trước nhanh như chớp từ cái nghiệp khí nè, rồi ăn từ giờ gặp đây là ân khí, và khi đến đây mà thanh thoát và biết được cái chính pháp, vì con người thánh thì phải tu lấy trí tuệ làm gốc, Phật là không có lấy trí tuệ nữa mà vải thác chi kiến hương thì chúng ta không cần biết nữa, quên ta đi thì đi giải thoát. Còn bây giờ chúng ta không biết, nói không nghe như dịch nghe sấm, mới là đạo không hiểu gì hết, còn nói dở xác làm thầy là làm sao dẫn cho đời một cái chỗ không có hiểu đạo. Nên đàn lôi âm thúc dục bên tai, hay là lôi âm dục khởi tiến đường, thất sơn giấy lạng là cơn khẩn nghèo, có không? Đó. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc giấy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế với. Lấy lần nạn tai thì cũng tại gì? Thời cũng tại không ai tu niệm, lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn Tam thiên lục má khắp tràng hải gian. Như vậy thì nói còn đạo chánh đạo tà, nó xuống đây tới 3600 mới đạo. Như vậy là được đạo tâm linh mà được lĩnh nhà trời hết. Cũng có nhiều người hỏi về chữa bà Phương Hằng, hỏi về đề men, rồi hỏi về người này người nọ. Cô Hoa chỉ nói một câu: Tam thiên lục bá giáng lâm trần. Sơn gì? Sơn thủy. Sơn thủy môn quang về bão giác dâng. Kỳ quái chờ ngày thiên nhất định, hương nồng vành thưởng kẻ tròn ân. Như để lần thăng đến chiếc quang, nhanh như chớp chiến cân tiền nhắc lớp người xưa. Phật tiên răng chiến lộc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Cái người này không có tu hành nhiều, nhưng mà con mẫu của bề trên xuống rồi, hữu phước rồi. Từ ở ngoài Phú Quốc, tức là không phải sập bây giờ đâu, năm 32 là nó đi tốt hết rồi. Cái nào là đổi lại cái hỏa địa cầu của thế cái ý cũng như cô này là có duyên sâu ha cô ba, thì có duyên sâu cô mới cải. Thì hôm nay mới thấy được cái thanh điển, là thấy được Đức Tây An là ông Phật, là cuối cùng trong cái thời này được nhận lệnh của tam tòa cổ Phật, tam tòa tiên giáo, tam tòa thánh giáo, tam tòa thần giáo, giờ hợp lại ngũ chi để đạo, để đưa về kính diện Phật Dương Đương Lai Di Lặc Tôn. Như vậy thì cái hội Phong Ngự là bán được đất, mà anh phải có cái lập nguyện. Vậy anh về anh làm gì? Rồi anh tu hành, anh phải học, phải hiếu. Bây giờ không biết gì sẽ có cái nhân hữu thiện nguyện là thiên tất tùng chi hả cô ba? Như vậy thì cô nói cho một câu là năm mới xưng san gọi nhắm dân Phật trời tiễn thanh hỏi phong dâm, cho người biết được điều chân thiện Phật pháp màu sâu đến vạn lần, có phải không? Đúng. Trong cái Phật pháp nhiệm màu ấy. Như vậy thì cái này là cô muốn giải về cái điển mà lại đây mà nó không khai không biết gì á,
xác nó mệt quá mà ngồi nó khai lúc lắc, vì bây giờ cô đang vâng lệnh của cổ Phật và vâng lệnh của Tam Tòa Thánh Mẫu để tìm, nghĩa là chất lượng chứ không lấy số lượng nữa. Số lượng là để cho những người còn sơ cơ, vả như tu sĩ một số người còn đứng vào một cái gốc ngoài, nó chưa đứng vào cái gốc của chính thống, thì đó là để cho chất lượng người ta đi cúng lên núi lại Phật, đến đây trình về, cô Hoa không có cho sát tiếp nữa. Đó. Còn cô Hoa đang chọn một cái một số chất lượng là người trời xuống cô nhìn thấu. Có duyên. Vì cô ngủ đâu cô làm gì không biết, mà cái người cô tiếp tức là người trời. Bây giờ người trời mới làm được việc trời. Còn người phàm cái tâm bây giờ nói làm phước, nhưng mà muốn ta được tiến này, làm phước cho ta được giàu này, muốn cúng 30 đất 6 tỷ cúng dường cho 100 triệu làm phước, thì cái này nó cũng lợi dụng ông Phật rồi. Đó, nên khỏi các trần cô nói có giải bán đất bán nhà không có giải, mà vì con bán đất ở cúng dường mà cho xin ban phước cho con được đổi thay cái sự sống hiện tại của các con muốn tiến tu để cùng với anh em dìu dắt cho mọi người đi đến con đường, nghĩa là cứu cánh vừa hội long hoa, tức là sống à, có cu na cũng không chết được, đừng có bịt mặt bịt mũi gì, nó chết là chết, nó sống là sống. Cái kỳ này là kỳ thanh lọc, mà cái trừ mà cho dứt nọc nữa chứ không phải là trừ bình thường. Con Phật Phật dắt, con ma ma dắt hả con? Thì như vậy thì cứ là nguyện, cô không nói riêng của cô bé đâu, nhiều người lắm. Rất nhiều người bán nhà bán đất bao nhiêu năm bán được như sát này, mua cái miếng đất của bà Thiện đấy là tính là bán lại để lấy lời đôi trăm triệu. Nhưng mà ở trên đó cô thấy là cô phải lập đủ, bây giờ cô 12 chi cô lập đủ trong của mở chỗ Ngô Tứng Kiệt là đầu tiên mà cô mở trên Ngô Tứng Kiệt, đó là chỗ mà mua lại Thái Quần Thiên là chỗ Úc Tý, đó là ba thành về mua 35 triệu, cắt 35 triệu 70 triệu, cô ở tới 10 năm cô mới bán lại cho bảo nó mới bán lại Ngô Tứng Kiệt, tức là cô khai mở lông lân ở núi mình có lông, tức là ông Minh Hoàng chưa ngự đề mây thì trong ba tánh cùng dày gian chân, tức là Quỳnh Long Lửa Sĩ Bạch Sĩ Tiên Sanh Nam Quốc Công Khanh Chư Hầu Dòng Xá. Thì cái có người nói hỏi tại sao mà ông vua nào mà lên núi ở Trần Lâm, ông vua đạo, ông vua đó là trong diện Phật học, ông sẽ sửa sang nơi thờ tự và ông hợp khí chứ nhà trời để ông nâng cấp cho con người được là đi đến bây giờ. Anh đi tâm linh anh dốt, anh không học có bằng này, anh không có trình độ giống như ông kỹ sư, mà anh có cái bằng cấp nhớ phải không? Đó, mà anh có một cái lời tức là nói là giảng giải nó hợp lệ với nhà nước để mở ra nông nghiệp hay là cơ khí một cấp nơi, nhưng anh có cái luận bài được hợp lý với nhà nước thôi, nhưng cái người nông dân lâu ngày của nông nghiệp đấy họ kinh nghiệm họ già hơn từ kỹ sư. Nhưng anh này là một cái của đạo của ông Tây An là dạy đó, ta là cư sĩ Canh Điền đúng không? Lo ngày cài cuốc cũng chiên tu hành xa nơi chiến đấu lại vanh, với lòng thanh tịnh tánh lành trao chia gắn công chỉ niệm sớm phia, thân ti còn tục tâm lìa cõi mê. Gắn công tu nghĩa là gieo giống bồ đề kiếm người lương thiện mới vắt về Tây Phương. Tây Phương quý lịch vị tưởng đâu là các sư ni nói tưởng về ở trên cái nói con xin giáng sanh về Tây Phương. Giả thưa giáng sanh thì ra đi núi tiếp cái gì? Cô nói có hai cái Tây để đi, một là Tây Ninh là của mẫu theo mẹ để vự hội long hoa giữ sát lại để thay đổi một con người mới, còn hai là theo ông Tây An cũng giữ con người mới. Bây giờ có bên cái là Cú Long Gian là ở Tây An có phải không, còn là thờ Trần Đỏ mà Đức Quỳnh Giáo Chủ thì thờ Nhũ Điều. Đấy, Mũ Điều nó ruột về nè. Tại sao giống bây giờ Quỳnh đi thử ra Yên Tử Sơn coi ở người của nhà Trần có đội Mũ Điều không, có mặc áo điều không? Chúc làm Trần Tử. Ừ. Thì bây giờ ông Quỳnh Giáo Chủ sao vô không làm Trần Đỏ của ông Tây An, dầu ổng là nguyên thần trước của Tây An. Bây giờ tái kiếp lại ông sát ông Quỳnh Phú Sổ, sao ông không giữ Mũ Điều Mũ Đỏ mà ông giữ Mũ Điều? Mà trong cái bài của Long Hoa Đại Hội là mắt nhìn chẳng đó niệm Di Đà nguyện giải thân này khỏi đà xa, muôn đạo hồng hoai nghĩa là qua Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa hội Long Hoa có phải không? Đi vậy thì mắt nhìn chẳng đó dự Long Hoa, còn Trần Điều dự cái gì? Để con xin phép hỏi cô ba là điên này xưa cũng như ai giàu cát ra đài tột bực giàu sang nghĩ si danh lợi chẳng màng bèn lên ẩn giật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thẫn thờ là gặp Đức Thầy Vũ Sơn,
thì cái đoạn pháp đó cũng như là ông Tiên Cử Đa là cũng như nguồn gốc xa xưa là vua Tần Nhân Tông tu trúc lâm yên tử, phải không con? Đây. Vậy thì bây giờ ông mới trở lại thì ông mới là tiên trưởng của hội, nghĩa là đi trở xuống. Bây giờ nói ông là bình thường, sau này ông trông có nhiều đời kiếp nhà Trần rồi tới nhà Nguyễn, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn. Vậy thì cái hội, cô nói về thanh khí đi, cho cháu này đi vãi cho nó mau. Vì thì thanh khí thì được rồi, cái phục nguyện cô nói cho hết cả bao nhiêu người, biết bao nhiêu người bán đất, biết bao nhiêu người bán nhà bán được, nghĩa là mảnh đất chờ người, người không chờ đất. Và như cô nói, cái chỗ cô mua để mà thờ các cái binh gia nghỉ, là cái binh của hỗn hợp của triều đại Việt Nam Cộng Hòa và triều đại Việt của Việt Minh Lào, và những cái mà cơ hoan mà cô đang làm thì cô còn thiếu một nơi để cô cắt một cái máy nhà nho nhỏ, cô thờ chấm mân chân đỏ thôi. Nó để mà để thờ với cụ Quyền, là tức là chăm họ để cho các anh linh chiến sĩ người về ta tôn tụ. Bây giờ cái đó là khí, khí thanh. Chứ các vị tướng đâu có linh hồn, nhất là nghèo tức không bán nhà bán đất đi xuống đây tùm lum lại sư lại chùa. Phật giáo cô không nói dỡ, tuyệt đối là tuyệt vời. Nhưng mà người lãnh hội Phật giáo không đắc đạo được, cứ là lại cứ đưa Đức Phật Thích Ca, gia đình là người chỉ thờ được Tam Thế Phật, thờ được các vị cố quyền, đem Phật Thích Ca, Phật Thích Ca có nhà còn bỏ này. Và bây giờ đem cái nhà ông Phật Thích Ca tình lầm quý vị không dứt được, dứt ái ăn quýnh thì trường trò tình quýnh đệ chia đôi đẳng cấp. Tức là mình không dứt được thì con vợ đang ở dưới mình, cái thương người khác lấy trai thần chồng đi có vợ nhỏ, gia sản đi là cho dây bản nợ màn ăn công ty, bệnh tai dực bán hết thì ta mới xá sạch để cho quý vị đi tu giải thoát. Tu theo Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là nghĩa là ngài bỏ tất cả, giải thoát tất cả cung giàng địa ngục, giờ đẹp con ngoan mới cầu đạo vải thác cứu cánh về cõi Nhất Bản và đắc đạo thế gian để truyền pháp. 49 năm thuyết pháp ngày có nói một lời nào đâu, gì chúng sanh có pháp. Một con gà, một cái trứng gà được ấp thành dạng pháp duy nhất, đó là người được đắc pháp. Vì vậy nên nếu là đem về thề thì có người thờ không linh ứng, là thờ cho lấy có quẹt quẹt thì linh lắm, màn ăn còn được. Mà thờ mà nghĩa là cái chân linh, cái điển thanh của Đức Phật ngự rồi thì không có chồng, có vợ, có con ồn ồn xao xạo, rồi ăn mặn uống đậm thì chết rồi, nhà tiêu cửa hết. Đó, biết bao nhiêu người bây giờ công ty mà ở trên không xử sàng lọc lại để ăn đúng ăn sai, giống như mà cái hồ sơ đưa cho cái phòng 2 người ta giải quyết thì tới ngày đắc đai của ai, anh nào anh bên xê gì người ta giải quyết, thì cứ lút hội long quan thì phải giải quyết cái người nào được thì ban cho nhà cao tường lớn, được quy tính quy rũ khắp nơi, còn người nào không được thì ở trên sẽ tận việt xử lý. Xử lý như vậy thì bây giờ mình cứ nguyện thế này: con cúi xin cha trời mẹ đất, con cúi xin với cũ quyền thầy tổ trời Phật, chư các vị thần quang và các anh linh chiến sĩ, những người hy sinh vì nước các triều đại qua rồi. Con bây giờ là tên gì họ gì ở làng ấp nào, con muốn quy y Phật Pháp Tam Bảo để cùng tu cùng chứng vựa hội Long Hoa, để thấy đương lai Vi Lộc Tông ra đời. Nhưng tài mọn sức hèn, con người con rốt nát, con chưa hiểu được gì. Con nhờ hồng ân Đức Phật ban cho con được tâm linh sáng suốt, phải sáng suốt, trí đạo mở mang, phải rộng ra. Rồi tâm linh sáng suốt, trí đạo mở mang, đi đúng nơi, gặp đúng người, làm đúng việc. Thì con xin ơn trên cho con đổi cái miếng đất này để con về một nơi mà ở trên đã tôn tạo cho con từ diêm trước tới kiếp này, thì để con là tu nhân học Phật, làm thiện nghĩa, đó, phục thiện. Chứ cái từ phục thiện là đủ rồi. Đừng nói tu hành và giải mà dối giải thần thánh. Bây giờ ở đây biết bao nhiêu người, nếu không được cô ba cô bảy ơi giải đi rồi tôi cúng cho cô 5 triệu 10 triệu mà người đó bán được mấy đất rồi, một mãi nhỏ cũng không có nữa, mà cái người ta không có giải gì hết á, người ta bán từ đâu không biết, người ta lại người ta thấy người ta giúp bởi đó là duyên lành, chánh danh người đến khỏi kêu đó. Này có phải không, phải duyên lành không? Như vậy thì cái cát trần điều hết tất cả mọi nơi mọi vùng miền, cứ là vẹn miệng vệ vẹn vậy thôi, thì ở trên sẽ đúng tật xác sàng lọc lại cái bề cái đứng vô hình, cái mẹ cha bề trên đó, từ theo cái cũ huyền nó sắp xếp từ cái phước thì thưởng, tội thì phạt. Thì cái ngài quan công tào coi sổ phước, quan bắt đẩu coi sổ tội, ngài coi phước tội cân bằng rồi ngài nói đấy là
cái này ký người này là hỗn hợp là tốt rồi. Thì bây giờ có nằm đau mà thở, nghĩa là sắp chết qua đời đi, thì tự nhiên có một người lại vị thuốc hết, được đưa vì về. Vì người này đủ lực đã được sinh và phước đức, được tồn tại để hưởng cái hội phong người này, bán được miếng đất, cắt được ngôi gia làm giàu. Hay có mà bây giờ nghèo quá mà có đứa con gái nó không đẹp, mà tới nó có phước, có duyên, có hiếu rồi, khiến cho cái người giàu có người ta thương. Đó, kết người hôn. Ta cưới kết hôn và lấy chồng, như là để nông nôi cha mẹ. Thì cái này là cái kỳ phong người là ban thưởng từng nơi, từng người, từng lời, từng vật. Thì không có nói là ai cầu mà được. Nếu cầu được hết bưng bằng vía trái cây, cô chịu khó bỏ dài triệu bạc mua một mâm trái cây tờ trà bá vì mắn một dài con heo qua cúng bà chú xứ đi cầu giàu. Nhưng mà cốt của bà chú xứ như câm sau nói họ dái giang, sớm tối gừng ngừ, có lòng cũng độ chín mừ, làm ăn phát đạt thì người cúng dâng. Nên kỳ chót phải phân ba sát, một sát trần kích quạt cho tài. Thánh nhân là sát thứ hai, tên là Quả Lý Sơn Đại Cẩm Thiên. Cô Hoa chức là chính thống là chú xứ đã tu đắc đạo về đại hạnh của Bồ Tát. Còn chú xứ là thuộc về nhân sinh quang. Một kiếp của chú xứ bị vì cái người thánh nhân là phải có ba hồn. Hồn thiên, hồn địa, hồn nhân. Hồn nhân là chú xứ. Chú xứ về đó là không nói là cô Hoa. Cô Hoa là đệ tử của Đức Ngọc Thanh, tức là tiên trưởng, cũng là đệ tử của vua Trần Nhân Tông trong nhiều đời kiếp của nhà Trần. Như vậy thì cô Hoa về đây sát Trần mới 8 tuổi thôi. Mà không biết chữ mà biết, vì cô Hoa đã là người văn thơ lão luyện, thi phú đầy đủ. Sát nó đâu có biết chính tả, nó đâu có biết ngôn lượng vật lượng gì đâu. Nhưng cô là người mở trí, ba la mật là cô biết. Mở cái trí là một con người tiếp nhận nhau là cái thức thứ 6, gọi là có cảm, tức là có ấn. Đó là cái giác quan thứ 6. Cái giác quan thứ 7 tức là cái thức thu. Cái thắc giác quan tu nó đến cái lý thường chân đắc ba la mật là cái thức thứ 8. Nó khoác. Như bây giờ Quynh cũng có mà còn chấp theo văn tự, nên chỉ phát theo cái người nhắc pháp và tỏ ngộ thôi, chứ không đắc pháp được. Người đắc pháp là chính có bản năng. Cô Hoa nói Quynh quên hết, của cậu hai quên hết, của thầy quên hết, mà để cho nó tự tại đi. Và Quynh tự có thì cái khi Quynh thiết giảng cái gì nó đến cái câu đó thì cái đầu mình này nó hiển ra. Mình không cần nhớ thì nó sẽ mập mạp chán chẽo, là nó định trở lại. Không, pháp mình di tức là đã đắc ba la mật thì giảng pháp duy nhất, chứ không phải một pháp, mà khi mình còn nhớ tức là mới ngộ pháp và trực diệt, chứ chưa đắc pháp. Quynh nhớ có một điều, quyền mất nó hết đi. Nó không còn nhớ ở trong cái bộ nhớ của phàm nhân nữa, mà chúng ta trong bộ nhớ của thánh nhân. Giống như cô sát qua học cái câu nào của Đức Quỳnh Giáo Chủ đâu, nhưng mà khi nói thì trong cái bộ óc của thánh nhân nó sẽ hiện. Và như cô cũng đâu có nói gì của hai thanh sĩ đâu. Cô ra một cái bài dâm giống như hai thanh sĩ, nhưng cô chưa phải là hai thanh sĩ ạ. Vì hai thanh sĩ là Đại Bồ Tát. Cô tác ý cậu hai thanh sĩ. Bây giờ muốn cô tác ý loi giống cái lối dâm nào của cậu hai, để cô tác ý cho một chuyện. Đắc ba la mật đâu còn lên xuống nữa, mà đa số bây giờ cô đã tìm người khai ngộ cho đắc ba la mật, chứ cô không có để cho cái người lên xuống. Mà nếu tinh mà không lên xuống là lợi lại Phật đi, rồi về tu theo cô chỉ đi. Cô nói trong 3 tháng là cô đã ấn vào ba la mật.